thiên nhiên mang lại vì con người đã gây ra quá nhiều nghiệp xấu. Nên bây giờ con người phải nhận quả này, liệu nó có phù hợp với quy luật nhân quả của Đạo Phật hay không? Và quan điểm của sư về điều này như thế nào? Trong Kinh Tạng đó, Đức Phật có nói là đừng có phỉ báng Như Lai. Phỉ báng Như Lai là không có tốt. Bởi vì sao? Đừng đem bất kỳ chuyện gì đều đổ thừa cho nghiệp. Đức Phật không chủ trương là tất cả mọi thứ đều do nghiệp. Đừng đổ thừa tất cả mọi thứ do nghiệp. Ví dụ như chúng ta lười biếng tập thể dục mà chúng ta ăn chơi trác tán, chúng ta phá hoại cơ thể, rồi đến khi chúng ta đổ bệnh á, chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp được, mà đó là do quyết định của chúng ta. Hoặc là khi chúng ta thấy một cái người nữ, một cái người khác giới quá xinh đẹp, quá hấp dẫn đi, chúng ta bị cuốn hút và chúng ta chạy theo cái đối tượng khác giới đó, chúng ta quên rằng chúng ta là người đã có gia đình, hoặc chúng ta quên rằng bản thân chúng ta là một tu sĩ, thì không thể nào chúng ta đổ thừa là do nghiệp, thành ra là tôi mới phạm vào, mới phạm giới. Xin thưa, không phải. Đấy. Cho nên đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Nếu như chúng ta nói đó, tất cả các pháp vận hành do duyên thì đúng, nhưng đừng đổ thừa cho nghiệp. Sư nghe nói là nghe nói thôi, người ta đổ thừa là cái chuyện ăn dơi, cái chuyện ăn dơi đó nó gây ra cái đại dịch. Giả sử như nó là sự thật đi, giả sử như nó là sự thật thì nó cũng là do nhân duyên chứ nó không phải do nghiệp. Cái chuyện do nghiệp hay không sư không chắc, nhưng mà chắc chắn nó do nhân duyên. Nhân duyên là sao? Theo cái cách mà người ta lý luận đó, là do bản thân trong cái con dơi đó nó có cái con virus rồi, nhưng mà mình đem về mà mình ăn. Mà người ta nói đó, loài người đó tiến hóa từ cái thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ lên tới cái thời hiện đại để biết được cái gì nên ăn cái gì không, mà cái này người rừng hay cái gì, người nguyên thủy hay cái gì, là dương hay là cái gì, mà mình cái gì cũng ăn, dơi cũng đem ăn đấy, ăn cho đã rồi đó, thì cái mầm bệnh đó nó lây lan vào con người. Và từ một người họ không có ý thức trong cái việc bảo vệ mình và bảo vệ bản thân, nó là họ làm lây lan cho cộng đồng. Cách đây không lâu sư có đọc một cái tranh, người ta phỏng vấn một cái người Mỹ, phỏng vấn như thế này: anh có quyền coi như là anh muốn được khỏe mạnh, đúng không? Đúng. Và như vậy đó thì tại sao anh không đeo khẩu trang? Thì cái người Mỹ mới nói là đây là quyền tự do cá nhân của tôi. Đất nước Mỹ là một đất nước tự do, cho nên là cái quyền không đeo khẩu trang là quyền tự do cá nhân của tôi. Thì chính như vậy đó, chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp được. Đương nhiên sư nói thì nó chỉ là một con người trong một cái xứ sở thôi, chứ không thể nào đánh đồng vô lũa ta nắm được. Muốn gì hiểu ý sư, không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tuy nhiên, trong Kinh Tạng thì có nói như thế này: cái kiếp nào, vào thời điểm nào mà loài người tham dục nhiều, có nghĩa là cái ham muốn, cái lòng tham nó hưng thịnh á, người ta chỉ lo hưởng thụ vật chất, người ta lo hưởng thụ các cái niềm vui trong lạc thú giác quan, người ta lo hưởng thụ cái chuyện nam nữ, thì khi đó người ta sẽ, thì khi đó, đó loài người sẽ phải đối chịu với dịch bệnh.
đấy. Và thời điểm nào mà loài người sống nhiều trong cái sự ganh đua thù hận, có nghĩa là cái lòng tâm sân nó mạnh á, thì khi đó loài người sẽ bị hủy diệt bởi chiến tranh. Mà quý vị thấy là cái này là trong kinh nói đúng hay sai đấy?